5 cái tên từ học viện Man United có thể tiếp bước Man U. Người hâm mộ Manchester United rất thất vọng với thành tích của đội bóng ở mùa giải này, nhưng họ chắc chắn rất vui mừng với bước đột phá của Kobbie Mainoo. Tiền vệ tuổi teen Mainoo đã khiến người hâm mộ Man United choáng ngợp, trong khi Willy Cambola cũng đã bắt đầu chen chân được vào đội hình xuất phát của Erik ten Hag. Điều đó cho thấy học viện của Quỷ Đỏ đang làm việc rất hiệu quả để tạo nên những tài năng sẵn sàng bùng nổ. Dưới đây là 5 cái tên nữa từ Carrington có thể sẽ bứt phá trong tương lai, giống như Mainoo đang làm. 1. Harry Amas, 17 tuổi, hậu vệ trái. Thực tế thì Amas mới gia nhập từ Watford vào mùa hè năm ngoái với tư cách là một trong những hậu vệ trái trẻ và hấp dẫn nhất nước Anh. Anh từng được đưa lên băng ghế dự bị trong trận hòa 2-2 mới đây của Man United với Liverpool sau một chiến dịch chói sáng cho đội U18 của Adam Lauren. Là một hậu vệ cánh có thiên hướng tấn công, Amas từng là thành viên đội 1 của Watford lúc mới 15 tuổi và thu hút sự chú ý của rất nhiều ông lớn, trong đó có cả Chelsea. Sau cùng, Quỷ Đỏ đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại được các đối thủ để mang anh về Carrington. 2. Benedito Mantato, 16 tuổi, hậu vệ chạy cánh trái. Benedito Mantato đã chơi rất ấn tượng cho đội U18 của Lauren mùa này nhưng vẫn chưa biết được tương lai của anh sẽ là ở vai trò nào. Cầu thủ 16 tuổi này được so sánh với Bukayo Saka, người cũng xuất phát từ vị trí hậu vệ trái trước khi tỏa sáng ở vị trí tiền đạo cánh như hiện nay tại Arsenal. Mantato thuận chân trái và cực kỳ linh hoạt, thứ cho phép đảm nhiệm hầu hết mọi vị trí ở hành lang trái. Mới đây, tài năng trẻ này đã được gọi lên để tập luyện cùng các đàn anh trong đội 1. Các huấn luyện viên đội trẻ của Man United tin rằng Mantato cuối cùng sẽ ổn định ở vị trí tiền vệ cánh, nơi cho phép anh phát huy hết mọi tố chất. 3. Szczesny, 16 tuổi, tiền vệ cánh tiền vệ trung tâm. Là một tiền vệ thiên về tấn công, hoạt động rộng ở cánh phải trong thời gian gần đây, Szczesny là một tài năng thực sự. Kỹ năng dê bóng của anh đã khiến những người thường xuyên theo dõi đội trẻ của Quỷ Đỏ phải kinh ngạc trong nhiều năm nay. Có một điều đặc biệt là cầu thủ trẻ này sinh ra ở Liverpool, nhưng đã bất chấp sự phản đối từ gia đình để gia nhập học viện của Man United. 4. Jack Fletcher, 17 tuổi, tiền vệ. Là một trong hai con trai sinh đôi của cựu tiền vệ Manchester United Darren Fletcher, Jack bắt đầu sự nghiệp của mình tại Manchester City, trước khi đội chủ sân Old Trafford chi ra một khoản tiền đáng kể để mang anh về học viện. Mùa này, Jack Fletcher đã có nhiều thời gian tập luyện với các tiền bối và nhận được sự đánh giá cao từ Ten Hag nhờ vào khả năng chuyền bóng của một tiền vệ tấn công. 5. Tyler Fletcher, 17 tuổi, tiền vệ. Manchester United đã chi 1.25 triệu bảng để ký hợp đồng với cả hai anh em Jack và Tyler, những người chơi cùng nhau ở vị trí tiền vệ tại cấp câu lạc bộ nhưng lại đối đầu với nhau ở cấp độ quốc tế. Trong khi Jack chọn chơi cho nước Anh thì Tyler mới chuyển sang thi đấu cho Scotland. Tại thời điểm này, Tyler vẫn chưa tạo được ảnh hưởng ở cấp độ U18 như người anh trai Jack, nhưng anh cũng được đánh giá là có tương lai rất sáng.